trang chống nắng nâng tông dưới 100 cây mà mình đang sử dụng. Bạn nào mà đã sử dụng qua rồi có thể để lại bình luận ở dưới cho những người khác tham khảo nha. Mình đã review năm 2022 nhưng mà đến hôm nay mọi người vẫn còn đặt rất nhiều câu hỏi. Tính tới hôm nay là mình sử dụng hơn 10 tiếp rồi đó mọi người. Khoảng thời gian này có thể sẽ ít lại vì mùa hè mình thường không ưu tiên sử dụng kem chống nắng nâng tông lắm. Các kem sẽ có màu trắng hồng, nên khi lên da sẽ có finish làm mịn lì, trắng hồng tự nhiên cho da nha. Các bạn lưu ý để bôi kem chống nắng đẹp đẹp vào da luôn. Thứ nhất là phải dưỡng ẩm cho da giúp mình nha. Thứ hai là mình có thể chấm từng điểm sau đó tán ra. Và cuối cùng là mọi người có thể canh một cái lượng vừa đủ cho da của mình là ok. Đây là da của mình khi mà bôi cả mặt này, da của mình sẽ đều màu trắng sáng hơn một chút, nhìn rất là tự nhiên luôn. Ưu điểm thì mình thấy có rất nhiều nhưng mà khuyết điểm mình nói trước, lâu tẹp vào da lắm nha. Tận 20-30 phút á, với lại cũng không có chia khuyết điểm nhiều luôn. Ví dụ hôm nay mình có một cái cục thâm ở trên mặt nè. À quên, kem chống nắng vẫn có đỡ kháng nước nha. Mình xả vòi nước trực tiếp vô phần da tay mà mình đã tết kem chống nắng nhưng mà không hề bị những cái vệt trắng loang loang ra, mọi người thấy không? Không biết mọi người có hiểu ý mình không nữa. Mà clip này là mình quay bằng cam thường luôn nha. Ok, bye bye.